Hôm nay em lên hai bản mạch độ súp cho anh em xem nha. Nhiều anh em đặt lắm nhưng mà không, em không có thời gian làm nha. Cái mạch H270 này độ súp nè. Và con đây là DSP300. Con DSP300 là 2 triệu 6 nha anh em. Con này là 2 triệu rưỡi. Nó mắc con DSP mắc hơn 100 ngàn nha anh em. Tất cả đơn điện bao ship. Thì con này là hôm nay là hai bản này em đã đi hai quạt luôn. Mấy bò trước là em chỉ đi có một quạt thôi. Thì con này em đã tiếp tục nâng cấp lên là hai quạt. Đây hai quạt nè, còn một cái quạt ở bên đây đây, còn cái quạt bên đây nè, bật lên là nó quạt quay nha. Con này vẫn có đi rơ le nha, con này à, cũng đi rơ le luôn. Và đi vẫn có mạch bảo vệ lo bình thường nha anh em. Mạch bảo vệ lo nằm bên đây, mạch bảo vệ lo súp á. Súp nằm đây. Nằm đây này mình đưa nó ra ngoài trước hết. Thì để lên trên thì nó cao quá, nó sẽ khi mà anh em vô thùng sẽ không được nha. Mặc lên là quạt chạy nha. Hai quạt đầy đủ cho anh em luôn. Đây, hai quạt nha, thấy rõ nha anh em. Con này chạy full hai quạt. Công tắc súp nằm hoài luôn. Ví dụ như anh em hít ở giữa là tắt luôn, không có chế độ gì hết. Lên full, dưới súp, nói chung là anh em cứ vậy. Đây, hai volume thiết kế bên đây nha anh em. Hai volume thiết kế đây. Nhưng mà mấy mẫu này em đã từng lên súp hết rồi nhưng mà giờ lên lại nha. Cái mẫu này lúc trước em cũng độ nhưng mà cái bản của nó là cái bản chưa fit lỗi. Thì mấy bản này là đã fit lỗi hết. Không gập lo và có mạch bảo vệ lo, nói chung là chạy hai quạt luôn nha. Anh em đặt chạy rất nhiều, chạy hai bát coi 75 nha, 40 50 coi 75 chưa được hết nha anh em. Full súp đều được nha, nếu mà anh em chơi mà lấy cái bát full là bát súp á thì anh em sẽ chỉnh cái phần bát của kênh một nhỏ lại nha, tại vì cái phần kênh này là thiên về súp nên tiếng bát để full tiếng bát nó rất là lớn luôn. Nó đánh là phình phình luôn nha, nên là anh em phải để cái bát này ít thôi. Sẽ đánh hay hơn, còn mà anh em giận quá là nó bể tiếng luôn. Giận lớn quá là nó sẽ bị bể tiếng cái lọc full nha. Cái lọc full mà anh em lấy làm súp là nó bể tiếng nha. Đây quay tổng thể cho anh em coi lại nha. Role nè. Rồi một con role ở đây. Và mạch bảo vệ lo ở đây. Con này chạy 4 sò Toshiba là 1981941. Tiếp tục thì ở đây con DSP cũng là mẫu y như mẫu trước nha anh em. Nhưng mà con này chỉ có thêm cái quạt thôi. Thì cũng có công tắc gạt súp full đây, đưa ra ngoài hết cho anh em tiện dụng. Con này cũng chạy hai bản quạt đây, hai quạt luôn, một cái quạt trong nữa nha, thêm một cái quạt bên đây nữa nha, để full hai quạt. Ok, em lên cái video này cho anh em nào cần cứ liên hệ nha anh em, có hai cái duy nhất nha. Anh em đặt cũng hỏi rất là nhiều luôn nè, cái giá này nói chung cũng rẻ thôi anh em, nếu như mà anh em mua hai bo này anh hai mặt điện độ lại là phải 3 triệu, 3 triệu mấy rồi, mà con này chỉ có 2,6 triệu thôi, rất là nặng luôn. Mình sẽ có DSP 2,6 triệu nha, DSP 2,6 triệu, H270 là 2,5 triệu. Cái riêng cái mẫu này chỉ có bên em làm thôi, anh em kiếm trên YouTube hết cũng không có đâu. Tại vì người ta hay độ là hai độ hai bo mạch nó kéo hai hai mua hai cái hai mạch ghép lại anh em, thì cái giá thành nó rất là cao luôn. Từ nếu mà trên người ta bán có thể là tầm 2,6 triệu đến 3 triệu là hai mạch này ghép lại nè, hai mạch H270 này ghép lại họ bán rất là cao nha. Nhưng mà con nó không được cắt súp full luôn như cái này là nói chung là chơi full súp đều ok. Cái anh em nào cần mấy cái mẫu này có hai cái anh em nào chốt liên hệ em nha, hai cái duy nhất. Còn về cái phần nguồn à 220, nếu như mà anh em muốn mua cái nguồn tổ ong 12V 30A anh em về ghim đây cho em là anh em xài luôn. Đây như cái dắt này thay vì cái này là cái bình, nhưng mà anh em mua cái nguồn tổ ong đưa hai dây vô nối với hai cái dây này đưa vô là anh em chơi điện trực tiếp luôn, không cần phải xài bình chi nha. Nguồn 12V 30A có năm mấy trăm ngàn đó, thì anh em mua nếu mà em bán kèm theo thì giá nó cao anh em không mua nha, nên là anh em tự mua nguồn nha.
bắt buộc có bình phải chạy được. Nếu mà anh em xài bình điện, xài bình cắm điện vô cho nó sạc đầy đủ đà nó mới đánh nổi nha anh em, chứ không là đánh cái là nó tuột áp, cái súp này nó ngốn điện lắm nha. Nên anh em nào cần chơi điện 2.2 mua cho em cái nguồn tổ ong ghim vô, hai bo điện như nhau hết, em mua điện 2.2 về ghim cho em là ok, là chơi điện 2.2 luôn, khỏi sợ gì hết. Ok, có hai cái anh em nào cần cứ liên hệ nhé.